Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào mọi người. Xin chào chào bạn. Ngày hôm nay thì nhà mình sẽ tiến hành cái công việc là lợp mái cho ngôi nhà thứ hai của nông trại nha mọi người. Tôn thì mình cũng trở xuống đây rồi này. Đấy, mình đang để ở phía bên kia. Cái tôn này là cái tôn cũ của công trình mà mình làm ấy mọi người. Bây giờ mình sẽ tận dụng cái tôn này thì có cái chiều dài là 2,5 m một tấm mọi người. Thì với cái kiểu như là cái độ rộng của nhà như thế 4 m thì mình cũng có thể là và ghép hai tấm lại là nó vừa khéo luôn ấy mọi người. Thì mình khỏi phải đi mua những cái tấm tôn mới ấy. Thực ra thì cái tấm tôn này là cái loại tôn cũ nhưng mà về cái chất lượng của nó thì rất là ok luôn. Nó dày hơn cả cái tấm tôn mà ở trên cái chỗ nhà mới của nhà đầu tiên của mình này. Cái tấm tôn đỏ phía trên này này. Đấy là cái tấm tôn này nó dày hơn cả cái tấm tôn đỏ luôn. Nhìn thì nó bây giờ thì nó cũng có vẻ nhìn nó hơi cũ cũ một tí nhưng mà nó vẫn đảm bảo chất lượng hơn, ok hơn rất là nhiều. Đấy. Tâm tôn này kìa. Chapa 40 chapa. Nada. Folha de chapa e tâm tôn. Agora se tipo quantidade de chapa. Bon 40. Bon 40. Tâm. Đấy, bạn Karika là bạn biết là sáng nay mình chở xuống ấy là bảo bạn ấy đếm là được 40 tấm mọi người. 40 tấm 2 mét đấy. À 40 tấm 2,5 m đấy. Chứ là bảo là 40 tấm tôn ấy. 40 tấm tôn. 40 tấm tôn. 40. 4. 10. 10. Tấm tôn. Ê, mulher não vem por quê? Ela tem óbito. Fugir, hein? Trabalhar só um dia já cansado. Não, ela não fugiu, não cansado. Ela ia ao hospital. É. Cabeça boa de confusão, só já problema boa. Tem quem? Óbito. Irmã dela morreu. Irmã como? Tipo, como pai, como mãe? Não, não é irmã de pai e mãe. Primo? Sim, prima? Exato. Porque é prima, nós aqui já chamamos tudo irmã. Ah. Porque mãe dele, a filha morreu, né? Já. Yeah. Irmã. Tipo, filha meu com filha de 15, chamar irmã. Agora a filha meu morreu. Yeah. Com cozire. Você não ia óbito? Eu já dormi ontem. Ah, ontem quando sai aqui vai dormir, já dormi lá? Já dormi no óbito. Assim depois de trabalho terminar, então... Vai lá, mas de novo dormir. Yeah, melhor, você com ele tem que ter pessoa trabalhar. Agora tudo ir óbito, não tem dinheiro. Yeah. Não é assim? Sim, sim. Yeah, agora começa a levar material lá, já? Tá bem, sim. Yeah. Đa đô thì mình cũng, trước thì mình cũng có mua rồi mọi người. Thì bây giờ cho các bạn đã buộc đa lên trước. Đấy, dây thép thì mình cũng mua đây rồi này. Đấy, dây thép rồi đính bản tôn rồi cả kiểu luôn đấy. Nói chung là ngày hôm nay thì lợp là khả năng là xong thôi. Tại vì lợp cái này nó cũng nhanh ấy, chứ không có mất thời gian lắm ấy. Leandro! Trong cái vé nghe kia sổ để cho các bạn vận chuyển tôn ra ngoài. Lấy vừa đủ thôi nha em nhé. Bao nhiêu tấm anh? Ngoài kia là 8 mét đúng không? 8 mét dạ. Là cứ lấy 20 tấm đi. Dạ. 20 tấm là đúng rồi, vừa đấy. Và bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài kia mình tiến hành công tác gạc đa và lập mái nhà nha mọi người. Đấy, mình vừa mới tiến hành là đo đạc cho các bạn ấy đấy. Để các bạn ấy gọi là chia đều cả cái khoảng với nhau ấy. Ở chỗ này thì mình chỉ có gạc 3 cái đa thôi mọi người ạ. Cái thứ nhất là ở chỗ này này. Một cái đa giữa và một cái đa cuối. Cái này thì nó cũng tương tự là như mình làm ở cái nhà nông trại, nhà đầu tiên của nông trại ấy. Thì mình cũng để như thế này. Nói chung là những cái đa này mình có gia cố lại bằng những cái sợi thép ấy. Đấy, mình buộc như thế này, buộc sợi thép vào như thế này, xong rồi sau đó thì ở phía trên này thì khi nào mà mình lợp xong tôn này thì mình cũng sẽ làm tạm cái hô vào mọi người. Khi áo là mình sẽ tạm hô vào mặt trong mặt ngoài thì nó sẽ rất là chắc chắn luôn.
Cái nhà đầu tiên của nông trại mình ở phía trước á, thì mình làm từ năm ngoái thì nó cũng trải qua là nắng mưa rồi gió giật cả kiểu rồi đấy, nhưng mà hiện tại thì cái nhà rất là chắc chắn, thì mình cũng cái nhà sau này thì mình làm cái phần mái nó cũng giống như cái nhà trước thôi, mình nghĩ là ok chứ không có vấn đề gì cả đấy. Tới bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành cái công việc là lập mái tôn lên mọi người ạ. Sabe fazer? Sim, depois vai pôr no quê? Na madeira, para não encher o quê? Onde vai cair o quê? Para tiver a varanda, onde vai cair a água. Depois nós escregar aí no quê, no barro. Depois puxar lá? Sim. Na Antiquitu, anh vẫn biết thế, né? Chứ như cái đồi thường làm cái nhà đầu tiên là mình để cho các bạn ấy làm ấy. Treo lên làm là đóng đến khi là phải tháo tôn ra lại là đóng lại ấy. Thủng hết tôn. Mesmo aqui frente, quando você meter, você também tem que tem fio, tá vendo? Para ver direito. Você não tem tipo chapa não igual, você vai fazer como? Não, vai ficar complicado. Então, tem que atrás, tem que frente também. Tudo bonito. É? Yeah? Né? Sim, sim. Aquele dia, quando meter lá, meter como? Só meter, tang, 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 né? Nada, talvez eu fiz, mas isso também é complicado mesmo. Complicado, tu chapa sair, outro chapa não sair. Sim. Depois aqui nós medir quanto? Aqui 30, à frente 30. Assim tem mais 20, 20, 20 lá no meio, tá vendo? Entendeu? Entendi. 20 centímetros tem que deixar no meio. No meio, aqui 20, aqui 20. Não deve falar aqui 20 embaixo. Do meio, entende? Aqui, aqui pode 40, ou 35 ou 40, já? Atrás. Entendeu? Fora. Você 30 assim tem que. Não, eu disse assim. 30 ou 40 você tem que medir com a parede. Não pode medir aí onde tem. Entendeu? Já? Tudo tem que aprender. É verdade. É? Sim, dá aí. Eu pensar 40, tá bom. Aí, deixe. Encosta mais pra cá. Não. 40. Não, 35, é? Tá bem. Vou dizer 35, tá bom. Mete a chegada. Tá aqui. Não, dá pouco, pouco só. Dá um só, ele prego dois. Aí. Não, mete na parede. Mete na parede. Assim melhor. Você não medir assim. Nossa. Aqui 6, né? Assim 41. Começa aqui 41. Até lá. Já? Fecha um ainda, tá vendo? Para poder girar. Depois quando medir mais também aí lado. Tá certo, depois fechar para ele não girar. Entende? Já. Agora vai lá. Năm ngoái thì cái đồi thờ kia thì cứ bỏ tôn lên. Cái tôn nó dai mọi người. Cứ bỏ lên là đóng. Bỏ lên là đóng. Nhà thì xây lệch. Trong đây thì cái tôn thì đến khi bỏ lên là đóng thì nó cũng lệch. Nó bị ra sinh. Ừ. Dạ. Dạ bỏ. Vậy, mở thêm đi. Já pega. Tá bom, dá. Quando já tá aí você fechar.
Assim ele não vai girar, tá vai? Aí também, vai. Agora todo é causa de vosso controlar todo. Ah? Ah, tá bom assim, bom. Importante é ter lá. Pipo também bonito. Primeiro importante tem coisa vivo, né? Vivo com seguro. Bonito. Đấy, mình làm như thế này là các bạn chỉ có giống tôn theo cái dây nữa là rất là khỏe luôn. Cái tôn này thì kiểu như đợt trước mình đóng hàng rau công ty nhá mọi người, thì nó bị lổ chỗ rất là nhiều chỗ ấy, kiểu cái đính theo cái hàng ấy. Chẳng hạn như những cái chỗ này là mình đóng kiểu như là nó nằm ở phía dưới cái sống ấm ấy, thì sau này là mình phải gọi là tịt lại ấy. Dùng gài là silicone mới tịt lại. Agora procura uma coisa de passar 2 metros. Para poder, depois poder, que? Para pisar lá em cima, entendeu? Ah, tá bom. Essa tá boa já. Isso não vai chegar a 2 metros. Chegar para as pessoas entrar? Tem que passar 2 metros. 2 metros, 20, 30, 40, tá vendo? Ou procurar uma bambu direito, tá vendo? Já, primeiro mete isso, prego atrás ainda. Você subiu medo, né? Nada, nada. Isso é bem antigo, mas isso é sapa mais bom que aquele sapa vermelho. Grosso, ele é grosso. Essa? Mais pesado. Já, mas aquele sapato, aquele vermelho, não. Isso é mais bom. Já, usa a cegala. Não, puxa assim, você tocar assim não dá, vira isso, aqui lado. Aqui, lá em cima, vira nesse lado. Não, você tá vendo, quando ele tocar, você só dá assim. Vai, fica... Ele estrouxe. Afinal, não sabe. Yeah, para não dar ele tocar lá, se tocar, depois tudo vai fugir. Tá vendo? Você não entendeu falar. Agora você vira. Lê sim, mas você vira fora. Já, sim. Agora puxa atrás. Já, tá bom assim. Agora. Não, isso tem que. Isso sai fora mesmo, onde tem 22 metros. Sim, sai tudo fora. Toda mesmo. Aqui, senhor. É. Yeah. Vai baixa mesmo, fio da baixa. Bota de baixa fio. Agora vê, frente, tá como? Você dá uma coisa, tocar, dá bater um pouquinho. Chega, chega, chega. Yeah. Puxa. Entendeu, né? Entendeu. Ah. Ah. Prega ainda. Prega na parte fugir. Para ele não fugir, entendeu? Prega. Sabe ou não sabe? Sabe. Sim. Mas é uma uia. Vai lá e buscar 2 metros. Tá aí buscar quantos metros lá tem? Aquele é 7 metros.
Ahí llega a 2 metros. No, hizo 2 metros. Hizo muy bon, señor. Aquí está bon. Ah, fecha. Fecha a otro lado. Después directo con fio, ¿ya? A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Cuando panga la depósito da da bandera ven más aquí en seguir, ¿entiende? Bode, de casa. Cabane, len cabane, la me, yo no cuen. Cuidado, Está la cabane, dan la me. Oye, Antonio, cuidado atrás, ¿ya? Pisa bien. Si no te filme, ¿ya? Te puse aquí. Así no. Primero, cuando você prega, você senta aquele lado, ¿está bien? Sí. Después, mete sapa, você no tiene que girar más eso, ¿está bien? Você mete así, después tiene que tirar más de nuevo barrote, ¿entiende? Da más trabajo. Não assim. Dá cara pra quê? Sim. Entendeu? Você dá só sapa aquele lado. Já, barote lá. Vai mesmo até lá. Então, agora a sapa, em cima. Pode ser dentro. Dentro ele é mais baixo, também bom. Tem que levantar aquele lado. Dá ele sentar lá. Já. Isso aqui. Calma, calma. Já. Agora ainda ele está lá. Tá como? Não pode tocar nada, já? Já. Outro está onde? Acabou? Não, é fechado já. O que? Ele atrai. Tá vendo quando assim você macaço, tipo assim. Quando você macaço assim, tá vendo? Depois quando o sapá mete assim, você sabe o barote onde tá, entendeu? Conforme está, se você marcar assim, né? Depois assim, você sabe onde que pregar. Aqui, vem, aqui. Já, vai. Outro sapá, senhor! Mano!
Antonio này, mẹ tôi xu vài friend thì mà pizza bên này. Anh cái prega bên nhá, à cái này. Tôi về cái này anh đã nát prega bên. Nhà mình vừa mới hoàn thành xong cái phần lợp mái rồi mọi người ạ. Đấy, nhà cửa là bây giờ là lợp mái xong xuôi đây này. Đấy. Nói chung là đẹp rồi. Đẹp chưa, Kareka? Dạ. Đẹp. Đẹp tôi. Đẹp rồi. Đẹp rồi. Đấy. Dạ. Mới tôi là cái này thì nó mình nhà kiểu tôn tận dụng được cái tôn cũ của công ty nhé. Thì mình có hay đóng lỗ sồn ấy, đóng lỗ chỗ ấy. Thì bây giờ có rất là nhiều cái lỗ này, đấy. Lỗ như thế này để mình bỏ silicon là được. Tipo Estrella. Estrella. Estrella, tá bom. Con nói tôi đưa ra mi tên Estrella, tá bom. Tên Luis. Nói mẹ tên depois que é cola. Isso depois mete silicon, não tem problema. Tá vendo? Casa já tá quase. Casa já tá quase. Agora, depois tudo tiver bom, casa aqui, só falta só já mais uma coisa. Que? Falta só já mais uma coisa, tipo... Nós fazer lá no lá puxar luz no outro sítio lá sim. Yeah. Agora também viver aqui também muito cedo com mulher depois sozinho vizinho também tá bom ficar com o vizinho Antônio com a mulher dele tá bom agora viver aqui sozinho o tio Antônio tá lá tá vi é? Não tá vi quem Zene sim tem que vir nossa com a minha cunhada é. Vai vir, ele vai vir. Se ele não vir, não tá aqui. Quem vai aí, tudo vizinho aqui. Aqui vai ficar bairro. É? Já, aqui depois vai que... Eu ainda contato com pessoa, tá vendo? Pra poder puxar luz aí, vem. Tá vendo? Se quando tem luz aí, vem, tá bom. Porque mesmo que, mesmo tipo barrote... Tipo, bom tempo, se tiver barrote, meter só picar, senão isso já... Teve uma vez aqui que eu medi, só que ainda não... Já esqueci a medição de lá, na parede. É um bambu, né? Bambu, então bambu é... Vai demorar? Bambu grande, top. Aquele é riso. Sim, se tem aquele tá bom. Kim, quero miga. Miga? Ah, sim, quero miga. Agora vai. Agora amiga, né? Sim. Quero viver aqui. É. Também. A nós mesmo construir um bairro grande. Vamos migar mesmo. Vamos largar mais o bairro. Sim. Vamos largar mais o bairro. Assim. Antônio tá lá, né? Sim. Careca aqui. Sim. Você é onde? Estamos aí no alto. Ah, no montanho, né? Ali agora é no alto fino. É. Sim, cada pessoa, cada canto nele. Né? Esse tá olhando aí, aquele tá olhando ali. Tá bom. Amém, chiquito, quero? Chiquito, mais tarde. Você não pode abandonar a mulher, né? Nada, pode, pode. Quando vê o bairro tá bonito, também. Jô. Assim, mulher, você lá em casa trabalha aqui? É, mulher trabalhava aí. Ah, tá bom. Já, tá bom. Arruma a coisa e levar lá dentro, já? Tá bem, tá bem. Giờ thì mình sẽ lượn ra một chút cửa ngoài cái hồ kia nha mọi người. Kareka về. Cửa ngoài hồ này thì hiện tại là cả bàn đao nhìn con nó cuốn hình nó nhưng nó cũng đẹp rồi mọi người ạ. Nhưng mà mấy ngày hôm nay thì tại vì là kiểu như là
nước nhiều ấy, nhưng mà cái máy bơm của mình bị hỏng mất rồi, thành thử ra là mình chưa có thể hút được nước lên để cho các bạn tiếp tục cái công việc đào ấy mọi người. Đây này, đấy, hồ là bây giờ là có nước đây này, ở ngay cái khu vực ở giữa kia là cái khu vực sâu nhất đấy, là hiện tại ở dưới đấy là cũng phải 1 mét nữa, cách từ mặt nước xuống là 1 mét nữa đấy. Thì ở dưới đấy là nước nhiều, nhưng mà tại lý do là mình cái máy nổ của mình, máy bơm của mình hỏng rồi ấy, nên là mình cũng chưa có thể là hút nước để cho các bạn đào ấy. Cái số tên cái Aranza bomba. Dạ. Tên sẽ là một letra bomba. Dạ. Puxa bem, porque lá no meio mesmo tem fundura grande, puxa todo água. Puxa todo água depois que a gente conseguir cavar bem, porque a gente conseguir ver onde a gente mete enxada. Ngày mai thì mình sẽ cố gắng thiết kế một cái máy bơm mọi người ạ. Máy bơm mà chạy bằng điện ấy, mình dùng cái máy nổ của mình, máy phát điện của mình phát điện để hút nước lên cũng được. Chứ chơi cái máy kia chắc là khá là lâu, tại vì cái máy bơm chạy bằng xăng của mình kia nó bị hỏng bạc đấy, nó bị rỡ bạc rồi, bây giờ nó gõ cạch cạch đấy, không ăn thua nữa đấy. Agora a eletrobomba nó começar quando? Não, deixa amanhã eu procuro ainda. Eu tenho lá casa, mas é aquele só é fraco, tá vendo? Só puxar água para ver no tanque. É fraco, não dá para meter aqui. Mas é, tem outro já tá estragado. De manhã trouxe, mas é aquele já tá estragado, não dá. Porque aqui mesmo, água aqui rápido subir. Por exemplo, ali em cima. Lá em cima a água tudo vir baixo mesmo. Basta cavar tudo parede. Nós cavar começar a ver água. Começar a ver água. Agora, a segunda não tem eletrobomba. Amanhã nós terminar lá, e nós dispor amanhã de tarde nós querer dar sequência aqui do rio para endereitar. Já. Tá bom. Amanhã, se não, eu ainda não chegar, não tem coisa, tá vendo? Você pode ser dar ele cavar o mubanga lá em cima, tá vendo? Para não suplantar mais, já. Bây giờ thì khá là chiều rồi, thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại ngày mai.